Đây, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách cài driver cho máy photocopy Ricoh Apicio MB5002 nha các bạn. Thì việc đầu tiên các bạn sẽ set địa chỉ IP lên trên cái máy photocopy. Chúng ta sẽ set địa chỉ IP trên máy photocopy. Bấm vào User Tool Counter. System setting, interface setting, đây, machine IP V4 access. Chúng ta sẽ nhập lại cái địa chỉ ha. Cái này đang IP động này. Chọn specify, rồi nhập lại ha. Chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP vào là bấm change. Ví dụ như giờ bây giờ thiết lập là 192.168.1 quá phải, ví dụ như .1.115, sau đó bấm enter và thăng lên ha. Rồi sắp nước mát sẽ nhập vô là NFC nó là 255 255 255, sau đó bấm thăng, cuối cùng là ok. Như vậy thì giá IP của máy sẽ là 192.168.1.115. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra kết nối giữa hệ thống mạng của cái máy tính mà chúng ta định cài driver với cái máy photocopy. Thì các bạn sẽ vào cái chỗ này ha, tại HitoSense, và gõ chữ CMD, enter. Ra cái giao diện là các bạn gọi chữ pin khoảng cách. Cái địa chỉ IP của máy photocopy là 192.168.1.115. Các bạn bấm enter. Đây, như vậy là kết nối thông rồi nha các bạn. Thành công ha, kết nối với hệ thống mạng và máy photocopy đã kết nối xong. Sau đó các bạn sẽ kiểm tra cái Windows mình là Windows máy và phiên bản 32 hay là 64 bit. Thì đây, các bạn click chuột phải vào biểu tượng PC, các bạn chọn dòng Properties Windows Edition, đây Windows 10 RAW System, các bạn nhìn phía dưới này ha, System Type 64 bit. Như vậy ở đây mình sẽ cài là phiên bản Windows 10 64 bit nha các bạn. Sau đó bạn có thể dùng những trình duyệt như Chrome, Cốc, Firefox gì ha để download driver từ trang chủ của Ricoh. Thì ở đây mình dùng trình duyệt Chrome nha các bạn. Và đây các bạn gõ chữ driver Ricoh MB5002 Win10 xong tới bích. Các bạn chịu khó gõ cái từ khóa này ha. Thì Google sẽ search ra luôn nha các bạn, cái trang đầu tiên. Đây. Do OS hệ điều hành của bạn. Ở dưới đây nó có nhiều phiên bản lắm, như là Visual 6, Visual 5, Spot Trip. Máy này hỗ trợ in ấn đồ họa này kia nha các bạn. Đây mình cài Visual 6 được ha, driver. Bạn click vào chữ download. Rồi, chúng ta sẽ lưu cái này ngoài desktop nha các bạn. Save. Rồi, click chuột phải là hiển thị trong thư mục. Các bạn sẽ giải nén cái file này ra. Click chuột phải là chọn Run Administrator. Bấm Z. Và bấm Next ha. Tích cho đặt ISS là Admin Next. Chúng ta sẽ rao cho nó ngoài desktop luôn nha các bạn. Chọn desktop, ok, net, ok, giờ là xong. Bạn mở cái thư mục này lên, copy sẵn cái đường link này nha các bạn, copy. Rồi, sau khi giải nén thành công xong rồi, chúng ta sẽ vào control panel ha. Ở ngoài desktop mình nếu có các bạn click vào, không có các bạn click vào cái ô này, gọi chữ C,
là nó gợi ý ra thành trong panel luôn các bạn. Mở lên ha. Ta mở kênh cho panel lên. Rồi các bạn vào thì vai enter. Xong các bạn sẽ chọn add an enter. Trường hợp Windows tự động nhận driver của Mac Adobe, các bạn lưu ý driver đó nó không phải là driver chuẩn. Nên các bạn lên những cái bản vẽ của AutoCAD hay những phần mềm của hãng Adobe nó sẽ thường xuyên bị lỗi các bạn. Thậm chí là Mac Adobe sẽ báo lỗi. Rồi, chúng ta sẽ vào Add an enter. Bạn thấy ha, nó hiện ra luôn rồi. Trong hệ thống mạng các bạn có máy gì đó thì nó sẽ hiện ra như này. Tốt nhất bạn đừng click vào đây ha, các bạn chọn dòng phía dưới này. Click vào đây. Rồi, các bạn chọn vào đây. Add an enter using TCP duyệt IP address hoặc là host name. Và bấm Next. Rồi các bạn click chọn vào đây TCP duyệt IP device. Các bạn gõ vào địa chỉ IP của Mac Auto là 192.168.1.115. Giờ các bạn lưu ý cái dấu tích chỉ là các bạn tích chờ bỏ chọn nha. Các bạn bỏ chọn nha, các bạn chọn đây là nó sẽ tự động nhận driver luôn á. Driver đó không phải là driver các bạn cài vào nha. Rồi sau khi bỏ cái dấu tích ở đây chúng ta bấm Next. Rồi, bạn click vào Help Edit. Hồi nãy mình copy cái đường link sẵn rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần cho V mình paste vào thôi nha các bạn. Còn không các bạn bấm vào Ground này ha, chọn tới Desktop cũng được nha các bạn. Mình đã copy sẵn rồi thì mình chọn vào, mình cần cho V. Ok là xong nha các bạn. Rồi, hồi nãy hiện ra. Các bạn theo máy nào thì các bạn dùng model đó. Micro thì tùy theo thị trường. Gartner là của Bắc Mỹ ha, nó cũng có tên gọi nó thôi, tùy theo thị trường thôi các bạn. Rồi các bạn chọn Rico. Đây các bạn chọn Rico Artificial MB 5002 PCL 6. Sau đó chúng ta bấm Next. Tiếp tục bấm Next. Bấm Yes. Cái này mình không có share máy lên mạng nha các bạn. Máy lên mạng thì cần gì thì các bạn cứ việc cài trực tiếp thôi, không lệ thuộc vào máy chủ xe. Trường hợp các bạn để set mặc định cái máy in này thì các bạn tích chọn vào đây, bỏ dấu tích chọn vào ha. Ở đây mình chọn vào nha các bạn. Sau đó chúng ta bấm Finish. Driver sau khi các bạn cài xong thì nó sẽ có cái đuôi như này, BCL 6 nha các bạn. Còn trường hợp driver mà Windows nó tự nhận thì nó sẽ có cái tên thôi à, nó không có đuôi BCL 6 hay là BCL 5 hay là Sport Suite nha các bạn. Rồi sau khi cài xong chúng ta sẽ làm một cái công việc, nó là thao tác chỉnh khổ giấy trên cái driver này cho máy Photocopy để khi in các bạn không phải chạy ra máy Pro bấm. Rồi chúng các bạn chọn vào biểu tượng Rico Episode MB 5002. Bạn click chuột phải lên, chọn Printer Properties. Rồi đây công việc này, hầu như tất cả các máy in đều giống nhau hết nha các bạn. Bấm vào General Reference. Các bạn sẽ chỉnh Document Size nè ha. Ở cái tab đầu tiên luôn, Document Size Letter các bạn chuyển thành A4. Sau đó các bạn bấm Apply. Ok. Rồi ở bên tab Advanced cũng tương tự như vậy. Printing Default Document Size Letter chuyển thành A4 luôn nha các bạn. A4. Sau đó chúng ta bấm Apply. Ok.
Rồi, bây giờ mình nên test thử cho bạn xem ha. Mình mở cái này lên cho bạn thấy cái file nó bấm lít lên, cái file nó chạy xuống, đổ xuống Microsoft các bạn. Nè, mình test. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái thao tác mà cài driver cho máy Photocopy Ricoh Officio MP5002 trên hệ hoành Windows 10 phiên bản 64 bit. Và sau đây mình cũng sẵn mình giới thiệu với các bạn luôn, chia sẻ với các bạn cách in hai mặt. Tại vì có một số bạn gọi đến hỏi mình đó, cách in hai mặt trên máy Photocopy. Thì đầu tiên các bạn phải có một cái file có từ 2 trang trở lên. Đây, để mình copy trang báo đi ha. Sắp tính thể thao đi ha. Rồi, này có hai trang các bạn. Rồi, các bạn sẽ thực hiện cái lệnh gọi máy in Ctrl B hoặc là file print. Rồi đây, cái chỗ này để in hai mặt các bạn. Print on both sides nè các bạn. Rồi, cái này lên hai mặt nha. Cái này in theo kiểu sách ha, còn cái này in theo kiểu sớ đâu quân, giống cuốn lịch vậy, dở lên, thành xong dở lên. Nha các bạn chọn vào đây ha, bên website lên hai mặt. À đây các bạn nhớ chỉnh lại ha, letter là các bạn thường là vô phải xếp khổ giấy ở trên cái máy, chỉnh coi cái bản quạt mình nha các bạn. Nhiều khi mọi người là không có xếp lên đây nên là in ra sẽ bị giật lệ, các bạn thấy ha. Bài setup nè, bạn set thành 24, ok. Bạn thấy không, 24 giật lại rất là gọn liền đó các bạn. Nãy là thành 3 trang, giờ thành 2 trang. Tại giấy 24 thì nó chiều dài thì nó dài hơn, tại giấy letter chiều ngang thì nó nhỏ hơn. Rồi, chúng ta thực hiện là nên print on both sides. Rồi sau đó các bạn bấm sau bản in, copy sau bản in. Ví dụ mình chọn hai bản, sau đó bạn bấm print. Là máy sẽ in ra hai mặt nha các bạn, đảo mặt luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cũng như là không bỏ lỡ nhiều video khác. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.